Dạ em xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại trên Nắng Xuân của em nha. Thì ở sáng hôm nay em đang có mặt tại Hoa Viên Nghĩa Trang tỉnh Bình Dương, tầng 1 của cầu 5 Vũ Linh. Thì buổi sáng hôm nay em cũng có mua cho cầu 5 một ly cà phê sữa nè cô chú anh chị. Bây giờ sẽ cùng với bạn chút mặt đi vào để mời thắp hương mời cầu 5 dùng cà phê sữa với mình ha cô chú anh chị ha. Thì cái rạp hôm qua là thấy cũng còn rồi chú anh chị. Cái rạp hôm qua vẫn còn ha. Đi vô trước. Đây thấy có mấy anh em vào trước. Anh em đến đây thì cũng hơi trễ, 7 giờ mấy rồi cô chú anh chị. Rồi. Bây giờ sẽ để máy xuống để mời thắp hương mời ngoại dùng cà phê ha cô chú anh chị ha. Cà phê muối ngon lắm á. Rồi, cà phê muối ngon lắm á. Rồi nãy giờ em ngưng máy và không biết cô chú anh chị ơi. Chú anh chị thì thông cảm cho em nha. Thì sáng nay hai chị em thì Tài cũng có mua chú chiên cho cậu. Em thì mua cho cậu một ly cà phê sữa. Thì bên cạnh đó thì cũng có mấy anh em cũng mua đồ ăn sáng mời cậu cô chú anh chị. Giờ Tài thắp hương mời 24 giờ cho cậu Năm. Cái nhang này là cái nhang 24 giờ của nhóm Sông Linh đó cô chú anh chị. Ở đây là cái chậu hoa của cậu Năm nè. Hoa này á, thì của một cái khán giả, chị khán giả nào mua mà gửi mua mà em quên rồi. Nhưng mà sáng á, thì Nhi bưng ra, chiều á Nhi bưng đem lên nhà chờ á, để cất bảo quản á cô chú anh chị. Để cho mấy con hâu con nai á, nó không có tìm tới. Thì và trên đó đồng thời cũng phơi sương luôn. Ở đây em thấy nó ra mấy cái nụ cô chú anh chị. Mấy cái nụ nhỏ nhỏ này, khi mà nếu cái mấy cái hoa này khi mà mình chân mà khi những cái hoa này nó tàn rồi đó, cái cây này nếu như mà mình dưỡng, mình biết cách dưỡng thì nó sẽ tiếp tục ra những cái chồi non và nó sẽ trổ ra những cái hoa mới nữa cô chú anh chị ha, rất là đẹp luôn. Đếm hoa của cậu Năm. Thì bữa sáng này này mấy anh em mời cậu Năm ăn sáng. Sáng nay là coi như là cậu Năm ấm lòng rồi. Dạ con mời ông Võ Văn Ngoan, pháp danh là Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, dương lịch Mậu Thọ 66 tuổi, được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương ngày 9 tháng 3 năm 2023. Về đây để thọ thực có bánh chuối nè, có cà phê nè, có trà nóng nè, có trà đào nè, có bánh nè, có trái cây cũng như là hương hoa đang khói. Còn mời cậu, mời ông Võ Văn Quang vào đây thọ thực luôn kìa. Cô chú anh chị ơi, mình phải gọi đúng tên, đúng tên của cậu Năm thì cậu Năm về thọ thực được cả nhà. Cho mình mời vòng thì một khi mời nhiều quá thì chỉ sợ là cậu Năm không dùng được mà nó hết đi. Chị Loan thì mời cậu Năm ăn bằng cũng cho nào cũng biết. Có cần tẻ ra cho cậu luôn chị thích chứ. Không phải tẻ ra cho cậu không, để cậu tự cả. Rồi bây giờ mình đi làm mồi. Giờ hai chị em sẽ đi lau mộ cậu Năm thể hiện tình cảm của chú anh chị ơi. Lau là để thể hiện tình cảm thôi nha cô chú anh chị. Chứ sáng thì mấy anh em cũng lau rồi. Đúng rồi. Thanh bạch. Đẹp quá. Đúng rồi, cái đèn này cái đèn nó sạch. Thanh bạch nha cô chú. À, thanh thảo hả? Trời ơi. Thanh thảo. Nói bật quá thì giá mình chưa bao giờ. Thanh thảo. Thanh thảo chứ. Lâu. Nó sao rồi, bật quá bây giờ bảo cái máy này. Thanh thảo. Em có tật là hay ngửi vô hò lắm cô chú. Thơm. Rất đẹp cô chú. Chốt ra thì nó có bình thường cái chút đó. Trời thì nó nhẹ cái chút. Đó, chiều qua mà để có những cái quay nó cao cao em đứng cái ghế cho cái chút. Cháu cái ghế dần lên. Đứng. Làm
quay cái tàu này với cô chú. Đây ca quay xuống nhìn cái gác này với cô chú. Hình như cái này nó hết sạc rồi. Nó hết cái tiền, hết cái tiền. Chị phép dừng clip em nha cô chú. Dạ cô chú thì mình xem kênh bấm like, đăng kênh của em nha. Ngài có lòng vui vẻ tự hà mình là tự tay mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nguyện quá. Không liên quan gì cậu Năm hết. Dạ, đúng rồi. Không liên quan gì cậu hết cậu ơi. À, hôm bữa thì con lo do con lỡ con bỏ cái khí sôi vô. Rồi con cho chăm sóc lại nè. Thì tạm thời kêu ông Cóc đi, con biết con không nghe ông gì. Phải luôn. Rồi kêu ông Cóc đi. Thì cho ông ăn con sợ ông đói. Thì không nhiều khi ông chui vô đây được, mà ông ra không được. Ra không được. Ấy sao không nhảy vô đó được cho ta. Rồi cái con cho ông ăn. Có người nói là để sôi vô tội cậu gì này kia nọ, tội gì đó. Giống như là bây giờ nó đơn giản tội thế nào. Bây giờ cái vấn đề mà giải muối giải nào đây được, con cho cái đó cũng tội thôi. Ta dám đặt tên tội thôi. Còn vấn đề mà bây giờ tâm linh thì nó lại khác. Còn vấn đề đó thì mọi người nghĩ theo một, nó có nhiều khía cạnh, một sự việc nó xảy ra có là nhiều khía cạnh để lý giải cái sự việc đó, coi là nó tùy vào cái hoàn cảnh, tùy vào cái trường hợp mà lý giải sao cho đúng. Cô chú chị. Dạ mình xong mình tôi lên một cái quẻ phải không? Cậu ơi, tha thứ con nghe sáng giờ con có nói nhiều. Đây chuỗi nhắn tin ta giác đời cho người dạ thì sáng hai chị em cũng lau mộ cậu Năm xong rồi giờ hai chị em sẽ đi đi qua mộ cô Huệ để chăm sóc mộ cô xíu cô chú anh chị ha. Tạm thời tụi em gửi hai cái bánh chú chiên của ngoại ở đây nghe ông Rồng ơi, ông Rồng ngày nào cũng gửi ông Rồng hết đó cô chú anh chị, ngày nào cũng bán lên cái hàm răng của ổng hết trơn á. Rồi bây giờ sẽ đi qua cô Huệ cô chú anh chị ha. Hồi hướng công đức cậu Năm thì sẽ ưu tú Vũ Linh. Thì sáng hôm nay em có nghe được thông tin không phải hai tấn đâu mà là có khán giả góp lên tới 12 tấn rưỡi đó, là khán giả cũng góp 500 ký và có một vị nhà bắt đầu đang góp thêm 10 tấn nữa là 12 tấn rưỡi. Tấn rưỡi tới ngày ấy hả? Tới ngày 14 á, là ngày 29 đó. Thì tới ngày thì một chút xíu nữa nói lớn lớn cho một chút xíu nữa thì em sẽ cho cô chú anh chị mình xem cái đoạn video ngắn thôi nói về cái chuyện 12 tấn rưỡi đó đúng thật hư ra sao cô chú anh chị. Thì em hy vọng là đúng để bà con cô bác mình được ấm no thôi, của ít lòng nhiều, tuy nó ít nhưng mà tấm lòng nó quý của chú anh chị. Mỗi người đâu đó thì được 10 ký à, mỗi người đâu đó được 10 ký, còn bên cạnh đó có tặng gì nữa hay không thì em chưa biết nha cả nhà. Hôm đó thì chắc có lẽ là sẽ rất là đông, mà đông là ở mỗi của Năm thì ngày đó thì phải anh em đã lên kế hoạch sẵn rồi, những anh em mà yêu thương cậu Năm của em nè, Tài chị Nắng Xuân nè, cũng như là anh Cô Bạc đã lên kế hoạch sẵn rồi, hôm đó sẽ túc trực ở một cô Năm dù có ai đi đâu làm gì thì ngày hôm đó Tài sẽ ở một cô Năm, còn những anh em khác thì chia ra để đi quay cho cô chú anh chị mình có thể xem được những cái bối cảnh, những cái khung cảnh ở những nơi khác hai cả nhà. Và đừng quên là đăng ký kênh, like và nhớ bật chuông thông báo nha, bật chuông thông báo lên để quý cô chú anh chị mình có thể thấy được cái video của em khi em đăng lên cả nhà xem liền nha. Bữa đó thì em sẽ chuẩn bị pin nè đầy đủ để like cho cô chú anh chị xem trực tiếp và cùng với em thấy rõ được cái hình tới một của Năm nhé. Hôm nay thì Tài lại mời cô Năm chà nóng có lòng mời cô Huệ chứ mời cô Năm rồi bây giờ tới qua mời cô Huệ tới nó lùi lẹo lũng rồi qua qua bên mọi cô Năm thì nói ông ngoại qua bên mọi cô Năm thì nói ông ngoại qua cô Huệ thì nói cậu Năm giống như là cậu với chú vậy đó. Khán giả thì người thì thích thích kêu cậu, người thích kêu gọi chú. Nhưng bây giờ thì thật sự em đã từng sửa lại kêu chú rồi cả nhà, nhưng mà nó cứ lộn tới lộn luôn ngoài con thì tùy duyên thôi. Cô chú anh chị ơi, cậu chú quan trọng tấm lòng yêu thương và yêu thương thật sự yêu thương, chứ còn nếu mà kêu chú mà không yêu thương thì cũng vậy cả nhà. Bây giờ cậu với chú không thành vấn đề, mong cô chú anh chị mình thông cảm vấn đề đó nha. Em làm sức mạnh cái tâm của mình, cậu thương em thương cậu thì cậu giúp đỡ em thì em không bao giờ khổ lòng của khán giả đâu, đã dành tình cảm yêu thương chia sẻ giống như là gửi gắm Tài ơi phải làm thế này phải làm thế kia giúp cậu coi chừng chăm sóc hộ cậu giùm cô giùm chú cô chú ở xa con cố gắng cô giúp
ngày nào con cũng tới, con cố gắng con giúp. Dạ, con đọc được những tin nhắn, những bình luận của cô chú anh chị, hết đó, cô chú anh chị. Nhiều khi á, Tài chỉ thả tim, Tài không có trả lời, nhưng mà Tài thả tim. Tất nhiên là Tài đã đồng ý là thả tim của cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm nè. Việc chăm sóc bảo hộ cậu và lo lắng quan sát cậu sắp thì hy vọng là cậu cũng cho Tài được cái đầy đủ sức mạnh cũng như là xui khiến Tài thấy được những kẻ xấu làm cái gì đó thì để Tài có thể ngăn cản liền. Hy vọng là cái ngày đó thì mọi việc suôn sẻ hơn xưa. Lúc nào Tài cũng nguyện mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cầu cho mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ trụ trì cho con năm, lúc nào cũng được suôn sẻ bình an. Và bây giờ thì em sẽ thắp hương cho cô Hoàng, cái người qua ngoài của chú chị ạ. Và em sẽ tiết lộ cái bí mật cho cô chú chị xem. Cái bí mật ghê và không có gớm, nó ghê thôi. Lát nữa em sẽ tiết lộ cái bí mật nha. Xong rồi cô chú chị ơi, lau mồ hôi xong rồi, giờ Tài sẽ thắp hương cô Hoàng. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Di Đà Phương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Con tên Tài tên YouTube là Tài Tâm Sáu Thanh Long. Con cùng với tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube Tâm Hồn Hạnh Phúc cầu cho một triệu nhân đắc chứng huệ, học đạt đại diệu quả sinh năm 1954 bắt đầu từ 2021. Tên thật là Bùi Thị Huệ, cùng với tất cả cô chú và chỉ là chúng sanh các cô chú chị trong này cô biết chúng sanh vượt qua trong thế giới. Ủa, nãy giờ đứng che che cái điện thoại nhi, không thấy. Thì bây giờ tụi em sẽ ông rồng ơi, cho con lấy hai cái bánh chuối nha ông rồng. Giờ đi qua bên ông ngoại, mời ông ngoại nghe ăn sáng chú anh chị. Đi này hả? À, thôi mình quay lại đây mình đi chú anh chị. Sáng mọi cầu hoa có nhiều hoa và nhiều bánh ha chú anh chị ha. Anh em thì sáng là anh em cũng người mời cậu món này, người mời cậu món kia. Em thì hay mời cậu cà phê sữa và cà phê đen, lâu lâu đổi món ha chú anh chị. Giờ mình đi qua bên ngoại nha. Thật quá. Quá vậy? Chị Nga. Nga, chị Nga Củ Chi đúng không? Củ Chi á. Chị đúng rồi. Chị mỗi lần chị xuống chị hay cúng bánh đó lắm. Cũng nghi nghi rồi, thấy cúng ở bên như Bắc Tư Còn hay gì á. Đúng rồi. Cái cô quậy. Một của ừ. Nhà Văn Sơn Nam luôn. Ừ. Hôm qua tối chiều qua chị Nga chị có gọi em. Đúng rồi. Chị nói là hôm qua xuống mình lúc mình đi thiện nguyện đó. Mình đi giúp mà đỡ mua cái hộp đó. Mà không có gặp em. Thì ở để lên trên đó luôn. Thì em để bánh xuống đây xíu, em để máy xuống em ấy nha cô chú. Cây. 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 C
chữ rồi thì sẽ có video thì em cũng chia sẻ cả nhà mình một số chuyện xem video của cô Hằng về cuộc hành trình sinh hoạt của cô Hằng thì hãy là đi kênh cho bạn em để cần phát triển nhiều hơn và nếu mà thương thì lại đi kênh còn không có coi cho vui và bạn đăng để em biết được là sao đi được nhanh sao đi được nhanh khó ở cả nhà thì cả nhà coi hết cơ hội những cái kênh thì cả nhà sẽ thấy là có mọi người cũng nghĩ tới mình đâu cô chú anh chị, thì không phải mình ăn gì đâu. Anh Nhất Hải nói là tình hình tình sinh mà anh nói là coi hai ngày khổ mới lấy không cần người ta đi lại khéo ổ mà chiều về em tình sinh ngoài chưa qua thấp nhang thấy sốt tiêu không chắc cũng nhiều khi chắc có nhiều khi lấy đưa cho khán giả nam mô cho phương được làm thế giới này tôi đi đưa di đà phật nam mô quan thế âm bồ tát nam mô đại từ chi bồ tát nam mô đại nguyện viên đại bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát Dương Văn Ngộ, sinh năm 1930, từ tháng 8 tại Nghĩa Trang Hòa Bình, tỉnh Bình Dương. Ngày 5 tháng 3 1913, ở đây có cái cây này, trang cũng như là thì sáng em thắp hương cho nhà cho ông cậu Năm, cô Huệ cũng như là thắp nhang cho ngoại rồi cô chú anh chị ơi. Bây giờ chắc là đem những cái bình hoa này đi tưới cho nó tươi lâu hơn cô chú anh chị. Bình hoa này nó giống như cái chậu hoa này giống như bên là của cậu Năm nè. Bây giờ em đi kiếm cái chai để em tưới nó cô chú anh chị ơi. Thôi thì chắc thôi em cũng xin phép tạm dừng video ở đây.
Em chúc cả nhà mình một ngày mới nhiều niềm vui nha. Yêu thương em hoặc là thích video của em thì cho em xin một like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha.